Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu và trao đổi điện thoại. Địa chỉ là số 606 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha. Trang fanpage là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả video. Còn số điện thoại của bên mình là 0839444400. Số thứ hai là 06 con số 8748 nha. Hai số điện thoại này mình đều xài Zalo. Mọi người muốn xem hình ảnh chi tiết máy thì mình cứ nhắn tin qua trang fanpage hoặc là Zalo nha. Thời gian làm việc là từ 8:30 sáng đến 8 giờ tối. Chính sách bảo hành sẽ là 3 tháng 1 đổi 130 ngày đầu tiên nha. Phụ kiện đi kèm theo máy là cáp sạc, một số máy thì mình hỗ trợ thêm tai nghe. Bên mình thì bán điện thoại có ship core đi toàn quốc luôn, ở xa có nhu cầu mua thì cọc trước phí ship. Bên mình ship hàng cho được kiểm tra máy, test máy trước khi thanh toán đầy đủ tiền nha. Mọi thông tin chi tiết thì mình để dưới phần mô tả video nha. Anh em chỉ cần kích vào phần mô tả sẽ ra đầy đủ tất cả thông tin cho mọi người tham khảo dễ mua nha mọi người. Rồi hôm nay thì mình cũng về được một số dòng máy mới để giới thiệu tất cả mọi người nha. Thì đầu tiên mình giới thiệu cho mọi người một cái máy tính bảng nha. Cái là cái Xiaomi Mi Bách 6 nha mọi người. Một con máy màn hình độ phân giải lên đến 2K, màn rất là đẹp luôn. Chạy chip Snapdragon là 870 nha. Snapdragon 870, RAM là 8GB. Bộ nhớ trong con này sẽ là 128GB, full box, ngoại hình còn rất là đẹp. Camera nhìn giống như camera của con Xiaomi 13 nha mọi người. Thiết kế khung bằng kim loại. Cây này thì giá bán của bên mình là 6 triệu tư thôi. Mi Bách 6 bản RAM 8GB nha, 6 triệu tư, full box. Tiếp theo là Samsung Galaxy Tab A. Con này là Tab A8 nha mọi người, Tab A8. Máy thì là còn rất là đẹp nha. RAM 4 64GB, màn hình là 10 inch. Mình có thêm màu bạc nữa nha. Giá bán của bên mình là 3 triệu 2 thôi. Galaxy Tab A8 nha, màn hình 10 inch, RAM 4 64GB, 3 triệu 2. Samsung Galaxy A54 5G, RAM 8 128GB nha. RAM 8GB. Máy đẹp keng 99 nha mọi người. A54 5G, hàng chính hãng nha. Cái này thì giá bán của bên mình sẽ là 5 triệu 8, A54 5G. Xiaomi Redmi Note 11T 5G, RAM 6 128 nha. Con này là máy mới 100% nha. Phụ box đầy đủ phụ kiện zin nha. Đây, máy mới. Note 11T 5G nha. Camera 50 chấm, màn hình Full HD, máy làm này là máy mới nha. Giá bán của bên mình cây này chỉ với giá là 2.950.000, RAM 6 128 nha, Note 11T 5G. Xiaomi Redmi Note 10 5G nha. Con này cũng RAM 6 128 luôn. Note 10 5G, máy mới luôn nha. Giá bán là 2 triệu 8 nha, 2 triệu 8. Note 10 5G, RAM 6 128GB. Máy mới. Realme V50 nha, máy mới. Con này mình khui siêu ra cho mọi người xem thôi. Realme V50 nha. Phụ kiện zin đầy đủ đây, sạc là sạc vóc nha. RAM là 6GB, bộ nhớ trong 128GB nha. Chip Dimensity là 6100 cộng nha. Đây, máy khá đẹp luôn. Realme V50 5G, 3 triệu 3 nha, 3 triệu 3, máy mới. Con này là con Realme 11 5G nha, RAM là 8128, con này cũng máy new luôn, mình khui ra cho mọi người xem luôn. Chỉ có 3 triệu 850 nghìn thôi, Realme 11 5G nha, máy mới. Con này thì thiết kế bằng thiêu khung rất là đẹp nha. Máy này là máy mới nha, mình khui siêu luôn đây. Bản này là bản quốc tế nha mọi người. Đây, màu rất là đẹp. Realme 11 5G nha, máy mới. Cái màu rất là đẹp nha. Chip Dimensity. Đây, cái viền rất là bóng bẩy luôn. Camera 64 chấm. RAM 8128 nha. Máy new nguyên siêu. 3 triệu 850.000 nha. 3850 nha mọi người. Realme 11 5G, 3 triệu 850.000 nha.
Samsung Galaxy S22 Ultra 11.350.000 nha, S22 Ultra hàng Việt Nam, RAM 8128 nha. 8128 GB. Xiaomi Redmi Note 13 RAM 6128 nha. RAM 6128. Đây. Máy khá là đẹp, như mới luôn. Con này cũng mới mua luôn, RAM 6128. 3.650.000 nha, thanh lý còn 3650 thôi. Note 13 RAM 6128 nha. Mình có bản RAM 8128 là 3.800 thôi. Note 13 nha mọi người, hàng chính hãng nha. Hàng chính hãng. Xiaomi Redmi Note 13. Có Xiaomi Redmi Note 11T RAM 8128 nha. 8128. Máy này là new nguyên siêu nha mọi người, new nguyên siêu. 3.250.000 nha, new nguyên siêu. Oppo Reno 11 5G nha, 11 5G. 7.550.000 nha, Reno 11 5G. Máy đẹp 99, RAM 8128 nha. RAM 8 256 GB nha, bản 256 GB. Huawei Mate 50. Đây, một con máy rất là đẹp luôn. Huawei Mate 50 nha. RAM là 8128, 9.800 nha mọi người. Huawei full box, đầy phụ kiện zin nha, cáp sạc pin 67W luôn. Con này là con Huawei Nova 9C. Nova 9C nha, đây. Nova 9C, máy đẹp nha mọi người. Con này hai loa luôn. Hai loa. 3.350.000 nha, Nova 9C. Samsung Galaxy Z Fold 5, con này bảo hành tới tháng 1 2025 luôn. Z Fold 5 nha. 23 triệu nha mọi người, Z Fold 5 23 triệu. Oppo N2 Flip nha. N2 Flip, con này ngoại hình hơi trầy nhẹ nha, 8 củ thôi. N2 Flip. Đây, hàng chính hãng nha, full box. Oppo N2 Flip nha. 8 triệu. Cái này là cái Oppo Reno 5A. Chạy chip Snap 765 nha. RAM là 6GB, bộ nhớ 128. Camera 64 chấm nè. Cái này giá bán của bên mình là 2.500.000 nha. Reno 5A 2.500.000 thôi. iPhone 11 Pro Max. Máy đẹp nha. 11 Pro Max 64GB. Pin con này 100 rồi. Pin mới 100 rồi nha. Máy thì đẹp keng 99. 11 Pro Max. Giá bán của bên mình là 8.700.000 nha. 8.700.000. Samsung S10 5G. RAM 8256 nha, S10 5G. S10 5G thì giá bán của bên mình chỉ có là 3.700.000 nha, 3.700.000 S10 5G. Huawei Mate 20X nha, máy đẹp keng 99 nha mọi người. Đây, Huawei Mate 20X, một con máy màn hình cực kỳ to nha. Con này thì ngoại hình tầm 97 thôi, 97 thôi. Ok, 97, cây 98. Mate 20X. RAM sẽ là 6GB nha, bộ nhớ trong là 128GB. Màn hình này là màn hình OLED, hình như là 7.9 inch lận, màn hình khá là to luôn nha. Chip Kirin 980. Đây, cầm camera chụp hình siêu đẹp luôn. Anh em kiếm một con máy màn hình to, pin trâu thì mua con này nha, pin cực kỳ trâu bò luôn, Mate 20X. Mình được 2 cây nha, chỉ có 2 cây, 3 cây thôi. Nói chung màu xanh thì nó có hơi trầy, màu tím thì khá đẹp nha. Giá bán của bên mình sẽ là 4.850.000 nha, Mate 20X, 4850 nha mọi người, RAM 6128, một cái máy to như máy tính bảng nha. Màn hình lên đến là 7.9 hay sao á, màn hình OLED luôn, rất là đẹp. Xiaomi Mi 11 Ultra.
Mi 11 Ultra nha, hôm nay mình có hai bản cho mọi người lựa chọn nè, bản RAM 12 bộ nhớ 512 và bản RAM 12 bộ nhớ 256 GB nha. Mi 11 Ultra máy rất là đẹp luôn. Hôm nay có hai cây khá là đẹp nha. Bản 512 GB này thì bên mình bán cho mọi người với giá là 8 triệu 2 nha, 8 triệu 2 Mi 11 Ultra, và bản 256 GB thì bên mình bán cho mọi người với giá là 7 triệu 6 nha, 7 triệu 6 Mi 11 Ultra nha mọi người. Hôm nay về được hai cây hai bản rất là đẹp luôn. Loa 2 Megadeth nè, camera zoom lên đến 120x nha. Huawei Mate 30 Pro, một con máy màn hình siêu mỏng luôn. Đây viền màn hình này, mọi người không thấy viền luôn nha. Nó bo cực kỳ bo luôn nha, khá là đẹp nha mọi người. RAM sẽ là 8 GB, bộ nhớ trong 128 GB. Mate 30 Pro, RAM 8/128 nha. Khá là đẹp. Đây. Camera của những dòng này chụp hình khỏi phải nói luôn nha mọi người, đẹp lắm luôn nha. Cực kỳ đẹp, camera đến từ Leica. Mate 30 Pro nha. Ngoài hình tổng thể thì đẹp tầm 98-99% nha, 98-99 Mate 30 Pro. Giá bán của bên mình sẽ là 5 triệu 9 nha, Mate 30 Pro nha mọi người, 5 triệu 9. RAM là 8, bộ nhớ trong 128 GB, Mate 30 Pro nha. Xiaomi CV2 RAM 8/256 nha, CV2 8/256, ngoại hình đẹp keng 99 nha. Hôm nay giá bán của bên mình sẽ là 4 triệu 7 nha, 8/256 4 triệu 7 CV2. Xiaomi Redmi Note 9 Pro RAM 8/256 máy đẹp nha, 3 triệu. Note 9 Pro 5G RAM 8/256 nha, 3 triệu, máy đẹp 99. Note 9 Pro 5G nữa, có thêm màu xanh nữa nha. Mi 11 Pro RAM 12/256 lại về hàng nè, Mi 11 Pro đẹp nha mọi người, Mi 11 Pro rất là đẹp nha. Mi 11 Pro nha, khá là keng luôn. Samsung Galaxy Note 20 Ultra RAM là 12/256 phiên bản hàng nha, phiên bản hàng Note 20 Ultra màu trắng, máy đẹp nha, máy còn tương đối đẹp. 7 triệu 8 nha, 7 triệu 8 Note 20 Ultra. Samsung Galaxy S20 Plus, S20 Plus nha, RAM 12/128, con này mã Mỹ nha, ở Mỹ. Ngoại hình thì đẹp 98 nha mọi người, có hơi chạy, ngoại hình đẹp 98. 4 triệu 6 nha, 4 triệu 6 thôi. Samsung Galaxy S20 5G nha, S20 5G, con này mã hàng, RAM cũng 12/128 luôn. Mã hàng, ngoại hình thì đẹp 98 nha, ngoại hình đẹp 98. 4 triệu nha, 4 triệu. S20 5G. Samsung Galaxy Note 10 hàng Việt Nam nha, ngoài nó hơi trầy rồi. Note 10 hàng Việt Nam RAM 8/256 GB, 4 triệu 6 nha. Galaxy Note 10 hàng Việt Nam 4 triệu 6. S20 Plus tiếp, con này là mã hàng nha, mã hàng, con này ngoại hình còn đẹp nha, còn đẹp. 4 triệu 7 nha, S20 Plus mã hàng 4 triệu 7. Xiaomi 11 Pro nha, hôm nay mình về được mấy cây rất là đẹp. Đây, Mi 11 Pro RAM là 8, bộ nhớ 256 GB nha, camera 50 chấm nè, Mi 11 Pro nha. Máy thì ngoại hình còn rất là đẹp nha, loa 2 Megadeth, màn cực kỳ đẹp luôn. Mi 11 Pro nha mọi người, đây máy long lanh luôn nha. Giá bán là 5.150.000 nha, Mi 11 Pro 5150, máy keng 99 nha, 8.99%. Xiaomi 11 nha, con này thì bản RAM tới 12, vừa nhớ trong là 256 GB, ngoại hình đẹp 98 nha, RAM 12 GB, 4.950.000 cho bản RAM 12 GB nha mọi người. Mi 11 RAM 12 GB thì mình có được lưng da nè,
RAM 12GB, màu bạc khá là đẹp luôn nha. Xiaomi 12S nha mọi người, một con máy nhỏ gọn này, chip cực kỳ mạnh luôn, camera Leica nha. Mi 12S, con này chip 8 cộng Gen 1 nha. Giá bán của bên mình là bản RAM 8 128 này là 6.150.000 nha. 6150 Mi 12S nha. 6.150.000. Redmi K40, hôm nay mình về được máy cây bản RAM 12GB nha. Đây, K40 bản RAM 12GB nha mọi người. Bản RAM 12, bộ nhớ trong là 256GB, màn hình OLED chip 870 nha, tha hồ lưu trữ nha mọi người. RAM 12GB. Cây này thì giá bán là 4.150.000 nha. K40, máy đẹp keng, 4150 nha. Có 3 màu luôn, có 3 màu trắng, đen và màu bạc bạc nha. K40, máy khá là đẹp luôn, chip 870, màn hình OLED nha. Xiaomi CV3, CV3 RAM 12GB, một con máy màn hình cong rất là đẹp luôn. CV3 nha. Đây, có hai màu rất là đẹp nha mọi người, CV3 nha. Mình có bản 512 và bản 256 đều RAM 12GB hết nha. RAM 12GB, camera 50 chấm. CV3 chip chạy hệ điều hành HyperOS rồi nha. Máy rất là đẹp luôn. Rất là đẹp nha. Giá bán của bên mình bản RAM 12 256 là 256 thì mình bán là 6.350.000, còn bản 512GB 4 lưu trữ cao, bộ nhớ cao thì mọi người mua con này giá 6.600.000 nha. CV3. Xiaomi Redmi K50, RAM là 8, bộ nhớ 256GB, K50 nha, có một cây duy nhất thôi. Máy còn rất là đẹp nha, K50. K50 này thì giá bán là 4.900.000 nha. Máy rất là đẹp, 4.900.000 nha mọi người. Kèo thơm chữa cháy nha. Cái này là cái LG V50 nha mọi người. Màn hình thì con này nó có lưu ảnh nha. Lưu ảnh nhẹ thôi. Đây, có lưu ảnh nhẹ TikTok nha. Nứt kính nhẹ một xíu nữa. Đây, nứt một xíu thôi, chữa cháy tốt luôn. LG V50 Thiên Quy nha. 1.200.000 nha mọi người, 1.200.000 nha. V50 Thiên Quy. 1.200.000. Nứt kính nhẹ, xài chữa cháy tốt nha. Realme 10 Pro LED nha. Đây, Realme 10 Pro cộng. Con này RAM 8, bộ nhớ 128 nha. Chip Dimensity là 1080. Con này thì nó có cắn nhẹ xíu thôi nha. Cắn nhẹ, tầm máy thì tầm 98 nha mọi người. Máy tầm 98. Giá bán của bên mình cây này thì chỉ với giá là 3.850.000 thôi, 3850 nha. Realme 10 Pro cộng 3850. Samsung Galaxy A34 5G, RAM 8 128, máy đẹp 99 nha. Máy keng 99 như mới luôn, không một vết trầy. 4.600.000 nha, 4.600.000. Xiaomi Redmi Note 13, RAM 8, bộ nhớ trong là 128 nha. Con này thì máy rất là đẹp, thiết kế vuông vức rất là đẹp nha. RAM 8 128, camera 108 chấm luôn, máy đẹp kê. 3.800.000 nha, 3.800.000. Con này là con Oppo Reno 10 5G nha. RAM là 8, bộ nhớ trong là 120, bộ nhớ trong 256GB, máy đẹp keng 99 nha, bản 256GB. 6.500.000 nha mọi người. Còn bản 128 thì bên mình bán chỉ có 6.300.000 thôi. Reno 10 5G nha, máy đẹp keng 99. Xiaomi 11 Pro nha, Mi 11 Pro, máy rất là đẹp luôn. Con này thì bản RAM 8, bộ nhớ 256 nha, Mi 11 Pro. Camera 50 chấm, máy đẹp keng 99, loa con này Hemikaden nha. Máy còn rất là đẹp. Cây này thì bên mình bán cho mọi người với giá là 5.100.000 nha. Mi 11 Pro, RAM 8, 256GB. 5.100.000 nha mọi người. Xiaomi Redmi Note 11 Pro nha. Con này là hàng chính hãng, là Pro lớn nha mọi người.
chạy chip Dimensity là 920. RAM con này thì 6GB, bộ nhớ trong là 128GB nha. Camera 108 chấm. Khá đẹp nha. Con này thì ngoại hình nó có trầy nhẹ nha, trầy nhẹ nè. Giá bán của bên mình chỉ có 3 triệu 2 thôi nha, 3 triệu 2. Xiaomi Redmi Note 11 Pro nha, 3 triệu 2. iPhone 12, ngoài nó hơi trầy nha. Pin còn 86. 64GB. iPhone 12 nha. Con này ngoại hình tầm 97 nha mọi người, 6 triệu 6 nha. Ngoại hình 97, 6 triệu 6. Có cây này đẹp hơn tí nha. Cây này pin 84, màu tím. 6 triệu 9 nha mọi người, 6 triệu 9. iPhone 12 nha. iPhone 11. Pin 95 luôn, pin còn cao nha. 11 thì giờ giá rất là tốt rồi, phiên bản Mỹ 64GB quốc tế nha. Ngoại hình con này thì tầm 97 nha. 5 triệu 8 nha mọi người, 5 triệu 8 nha, iPhone 11, 5 triệu 8 thôi. 13 Pro Max màu gold, máy khá là đẹp luôn. 13 Pro Max. Pin con này thì còn 85. Hàng Việt Nam nha. Hàng Việt Nam 128GB, màu vàng gold, đẹp keng. 13 Pro Max nha. 14 triệu rưỡi nha mọi người, 13 Pro Max, chỉ với giá là 14 triệu rưỡi thôi. Samsung M31 nha. M31 hai SIM 2,4 triệu M31 nha. RAM sẽ là 6GB, bộ nhớ trong 128. M31 nha mọi người, máy đây còn đẹp. 2,4 triệu nha. Oppo Reno 8 Pro 5G, đẹp keng 99 luôn, 8 Pro nha. Con này chạy chip Dimensity là 8100 nha, chip cực kỳ xịn sò luôn, có chip xử lý hình ảnh Marisicon X luôn, camera chính là 50 chấm, 8 Pro 5G, máy cực kỳ đẹp luôn nha. 7 triệu rưỡi nha, hàng chính hãng nha, 7 triệu rưỡi. Xiaomi Redmi Buds C nha, Redmi Buds C, một cái máy màn hình khá là to. RAM con này là bản RAM 6 nha, bộ nhớ trong là 128GB, màn hình 11 inch, Mi Buds C có bao da đẹp kèn 99 nha. 3 triệu 6 nha mọi người, bản RAM 6 128, 3 triệu 6 nha. Đây, Redmi Buds C nha, Redmi Buds C. Oppo Reno 10 Pro nha, 7 triệu rưỡi, máy đẹp keng 99 nha, máy mới khá là cao, con này còn rất là keng luôn. Máy mới con này như tầm 13 cũ nha mọi người. Giá bán chỉ có hơn máy hơn nửa giá xíu thôi. Reno 10 Pro LED nha, Pro LED chip 8 cộng Gen 1 nha. Con này bảo hành từ tháng 10/2024, hàng chính hãng luôn, 9 triệu 2, máy mới đang 19 triệu nha. Samsung Galaxy Z Fold 3 thì bên mình đang bán chỉ có được 10 triệu 8 thôi nha. Z Fold 3 10 triệu 8. Z Fold 4 là 15 triệu 2 nha. Samsung Galaxy Z Fold 4 15 triệu 2. Pixel 7 Pro nha, máy đẹp là 6950 nha mọi người. Pixel 7 Pro, máy đẹp nha. 6950. Một con máy cấu hình mạnh nè, Redmi Note 11 T Pro, RAM 6 128 nha, 3.750.000. Vivo Y22 RAM 8 128 2,9 triệu nha, Y22 2,9 triệu. Samsung A53 5G máy đẹp 98 nha, 4.750.000 A53 5G nha. Galaxy Note 20 Ultra, con này thì nó có lưu ảnh nhẹ nha, lưu ảnh nhẹ, giá bán là 6.900.000 thôi. Còn máy đẹp là 7 triệu 8 nha, Note 20 Ultra, hàng Việt Nam nha, những cái này là hàng Việt Nam, Note 20 Ultra, hàng Việt Nam. Còn bản hàng thì giá bán là 7 triệu 8 nha, bản hàng máy đẹp 7 triệu 8.
S23 Ultra hàng Việt Nam nè, ngoại hình 97, 15 triệu 2 nha. S23 Ultra hàng Việt Nam, 15 triệu 2. Và mình có một cây này hơi trầy, S23 Ultra, hơi trầy xíu, giá chỉ có 14 triệu 8 thôi nha, S23 Ultra. Nói chung là máy cũng còn tương đối đẹp nha mọi người, S23 Ultra nha. Samsung S20 FE, màn hình lưu rất là nhẹ luôn. Con này thì hàng Việt Nam, RAM 8 256 nha, giá bán chỉ có 3850 thôi. 3850. iPhone 14 nha. Màu xanh, máy đẹp, con này phiên bản Mỹ nha, ngoại hình đẹp 98. Bản 128 GB. Đây, pin 98 nè. Phiên bản Mỹ nha, iPhone 14 128 GB. Máy đẹp 98 nha mọi người. Giá bán của bên mình chỉ có 12 triệu 9 thôi nha. iPhone 14 12 triệu 9. Tiếp theo có một cây Vivo, cây này thì máy mới khá là cao, 13 cũ nha. Vivo V29 5G nha, cắn nhẹ xíu chỗ này thôi. Máy thì màn hình rất là mỏng luôn, màn đẹp nha, hàng chính hãng. V29 5G, RAM 12, bộ nhớ trong là 256, chip 778G nha. Camera của Vivo thì khá đẹp nè. Đây, khá đẹp nha mọi người, V29 5G. Cây này giá bán của bên mình chỉ có 7 triệu rưỡi thôi nha, V29 5G, 7 triệu rưỡi. Có cắn nhẹ nha. Xiaomi Mi 11T Pro, RAM 8, bộ nhớ trong là 256 GB nha. Mi 11T Pro, chip Snapdragon là 888 nha. 8256, chip 888. Cây này thì giá bán của bên mình chỉ có 4 triệu rưỡi nha mọi người, 4 triệu rưỡi. Mi 11T Pro nha, 4 triệu rưỡi thôi. Chip 888, RAM 8 256 GB. Về được 2-3 cây gì đó. Tiếp theo là Mi 12T nha, Mi 12T. Con này thì bản RAM là 8, bộ nhớ 256 GB nha, 256 GB RAM 8 GB. Máy đẹp nha, máy còn khá đẹp. Cây này thì giá bán của bên mình sẽ là 5 triệu 6 nha, Mi 12T, bản 256 GB nha, giá bán của bên mình là 5 triệu 6, máy đẹp nha, máy đẹp. Realme 12 Pro LED nha, mới vừa về luôn. Máy này là máy mới nha mọi người, máy mới. Con này cụm camera 120x siêu khủng bố luôn nha. Máy này là máy mới nha, đầy đủ phụ kiện zin. Sạc con này là 67W nha, máy mới. Màn hình cong nè. Con này là RAM sẽ là 12 GB. Màn hình 120Hz, màn hình OLED nha. Chạy chip 7S Gen 2. RAM 12, bộ nhớ trong là 256 GB. Đây là phiên bản quốc tế nha mọi người, phiên bản quốc tế Realme 12 Pro cộng. Mình đang có hai màu nha, màu này là màu xanh đen nè và màu vàng. Cái mặt lưng giả da của con này khá là đẹp luôn nha mọi người, chỉ hơn con này bên mình đang bán chỉ có 7 củ rưỡi nha, 7 củ rưỡi thôi. Realme 12 Pro cộng nha, chỉ có 7 củ rưỡi thôi nha mọi người, về được có hai cây thôi, máy rất là đẹp luôn. Anh em nào có nhu cầu trải nghiệm dòng này thì nhanh tay nha, không có hàng nhiều nha. Samsung Galaxy S21 Ultra, hôm nay mình lại về nha. Máy khá là đẹp luôn, RAM 12 GB, bộ nhớ trong là con này là 128 GB, phiên bản Mỹ nha. Hôm nay mình về được hai màu, màu bạc và màu đen, máy khá là đẹp luôn. Đây, màu đen khá là đẹp nha mọi người, khá là đẹp nha. Con này thì bên mình bán chỉ với giá là 7.950.000 thôi, S21 Ultra nha, S21 Ultra, bản phiên bản Mỹ, máy đẹp nha. Xiaomi Redmi K30 Pro nha, một cây máy đẹp lay new luôn nha mọi người, lay new. RAM con này thì hình như là 8 GB nha. Chạy chip 865, K30 Pro, hôm nay mình về được hai cây nha. Máy không khác gì máy mới nha mọi người, không khác gì máy mới. Camera chính là 64 chấm, màn hình OLED nha. Con này bên mình đang bán chỉ với giá là 3 triệu 4 nha, 3 triệu 4, K30 Pro nha mọi người, 3 triệu 4. Oppo Reno 8T 4G nha mọi người, giá bán của bên mình là 4 triệu, máy còn rất là đẹp nha, 8T 4G.
Renault 8T 5G nha, 8T 5G, 4 triệu 850 nghìn, máy khá đẹp nha. Samsung Galaxy S21 Ultra, hàng Việt Nam 2 SIM, RAM 12 128 nha. Đây, máy còn đẹp nha, máy còn đẹp, 8 triệu rưỡi. Máy chạy chạy thì mình bán tầm cỡ 7 triệu rưỡi trở lên nha mọi người. S21 Ultra hàng Việt Nam nha. Bản Mỹ thì giá bán của bên mình chỉ có đâu đó còn tầm 8 củ thôi nha, bản Mỹ. Xiaomi Redmi Note 11 Pro LED 5G, RAM 8 128 nha. 3 triệu 450 nghìn, Note 11 Pro LED. Xiaomi Redmi K40 chip 870 màn hình OLED, cây này thì RAM 6 128, 3 triệu rưỡi, RAM 8 128 thì 3 triệu 750 nghìn nha. Có hai bảng. Sony Xperia 5 Mark 2 nha, mình có 3 màu. Giá bán là 3 triệu 7 thôi. Con này chạy chip 865 nha mọi người. Con này hình như là chạy chip 888 nha mọi người. Sony Xperia 5 Mark 2 giá bán là 3 triệu 7 nha. Samsung Galaxy S10e phiên bản Mỹ 2 triệu 8 nha, máy đẹp S10e. Oppo K10 5G nha, con này chạy chip Dimensity khá là mạnh luôn. Giá bán của mình thanh lý cho mọi người nha, 3 triệu 6 thôi, K10 5G 3 triệu 6 nha. Vivo X70 Pro, một con máy camera chụp hình rất là đẹp, RAM 12, bộ nhớ 256 nha, 6 triệu rưỡi. X70 Pro hàng chính hãng nha. Anh em nào muốn chụp hình đẹp thì mua con này thôi. Con này ống kính của Zai nè. Xiaomi Redmi Note 12 Pro, RAM 8 128 là 3 triệu 9 và RAM 8 256 là 4 triệu 2 nha, Note 12 Pro. Xiaomi Redmi K50 Gaming 5 triệu 550 nghìn nha, RAM 12 128, K50 Gaming. Xiaomi Redmi 12 RAM 4 128 máy đẹp nha, 2 triệu 6 Redmi 12. Google Pixel 3a XL nha, RAM 4 164, 2 triệu 1 thôi, 3a XL. Realme GT Neo 5 nha mọi người, RAM là 12, bộ nhớ 256, máy đẹp keng 99 nha. Giá bán của bên mình con này thì 6 triệu rưỡi nha, 6 triệu rưỡi thôi. Samsung Galaxy Z Fold 2 hàng Việt Nam nha, RAM 12, bộ nhớ trong 256 GB. Con này thì ngoài nó hơi trầy nha, giá cho anh em trải nghiệm 7 triệu 9 nha, Z Fold 2 hơi trầy xíu. Galaxy S23 Ultra bản RAM 8 256 nha, máy chạy cả nóc và chạy full luôn. Con này thì chả ai biết là chạy cả nóc luôn nha, 14 triệu rưỡi nha mọi người. Máy đẹp 99, S23 Ultra 5G nha. Bên mình thì mình bán, mình sẽ báo rõ cho mọi người chứ mọi người dễ mua nha. Trong tầm giá tiền thì mọi người trải nghiệm vô tối, tại vì nó quá rẻ. S20 FE nha, bản Canada 3 triệu 7 nha. Con này thì RAM 6 128, còn được một cây thanh lý luôn. S22 bản hàng một SIM nha, RAM là 8, bộ nhớ 256 GB. Con này ngoại hình nó trầy nhẹ tầm 97 nha, 7 triệu nha mọi người, S22 phiên bản hàng. Con này Samsung A34 5G, bảo hành khá là dài, tháng 11 2024 luôn. Máy thì RAM 8 128, 2 SIM đẹp 99, 4 triệu 6 nha. Note 20 Ultra 5G phiên bản Mỹ, RAM 12 128, 2 SIM, một vật lý và một eSIM, máy đẹp 7 triệu 8 nha. Giá này là rẻ nhất thị trường rồi. Samsung A14 nha, RAM 4 128, 2 triệu 750 nghìn nha. Samsung Galaxy S22 nha. Con này thì ngoài là đẹp 97 nha. Bản hàng S22 RAM 8 128. Con này hàng Việt Nam nha mọi người, không phải bán hàng, hàng Việt Nam. Máy thì hơi trầy nhẹ, 7 triệu 2 nha. S22 hàng Việt Nam tiếp, 8 128 nha. Những cái này thì nói chung là qua sử dụng có trầy nhẹ, màu xanh. Phiên bản hàng màu trắng máy đẹp nha. Phiên bản hàng màu trắng máy đẹp, 7 triệu 2 nha.
Galaxy S23 Ultra hàng Việt Nam 2 SIM. Con này sườn nó có cắn nhẹ nha, cắn nhẹ. 14 triệu rưỡi thôi nha mọi người. Bản RAM 8 256 S23 Ultra hàng Việt Nam nha. Samsung Galaxy Note 20. Màn hình con này thì nó lưu ảnh nhẹ nha. Nó có lưu ảnh nó hơi ám. Nó hơi ám nha. Hàng Việt Nam 2 SIM 3 triệu 9 thôi nha. Note 20. Thanh lý đồng hồ nha mọi người, đồng hồ Galaxy Watch 4. Galaxy Watch 5 nha. Size 44 bản nhôm, máy đẹp nha, Galaxy Watch 5 này. Size 44 bản nhôm nha, máy đẹp. Đồng hồ này thì giá bán của bên mình sẽ là 2 triệu 2 nha, Galaxy Watch 5. Watch 5 thì mình còn được vài cái nha, anh em lựa chọn nha. Size 40 nữa nè, 2 triệu 2. Galaxy Watch 5. Khá đẹp luôn nha mọi người, khá đẹp nha. Có rất là nhiều màu cho mọi người lựa chọn luôn. Đồng hồ Galaxy Watch 5 nha, chính hãng nha. Có size to nữa nha, có size to nữa. Nói chung thì trầy trầy thì giá bán của bên mình tầm 1 triệu rưỡi đến 2 triệu 2 nha mọi người. Galaxy Watch 5 nha. Samsung. Đây Galaxy Watch 4. Galaxy Watch 4 nha. Watch 4. 4 thì đẹp. Đẹp thì giá bán của bên mình sẽ là 2 triệu Galaxy Watch 4 nha. Mình có size nhỏ, size lớn luôn, size 45 nè, size 46 nè, size 40 nha. Giá cũng từ 1 triệu rưỡi cho tới 2 triệu thôi, Galaxy Watch 4 nha. Và mình có thêm phiên bản LTE nữa nha mọi người. Anh em có nhu cầu mua đồng hồ thì cứ liên hệ bên mình nha. Rất là nhiều luôn. Còn Galaxy Watch 3 thì cực kỳ rẻ thôi. Galaxy Watch 3 hiện tại bên mình đang bán chỉ với giá là 1 triệu 3 nha. Còn Galaxy Watch 2 thì 850 nghìn nha. Mình còn vài cái mình thanh lý luôn. Galaxy Watch 2 và Watch 3 nha. Khá là đẹp luôn. Anh em là cần đeo đồng hồ thì qua bên mình nha. Nó có bảng này. Bảng này có thể nghe gọi luôn. Pin rất là trâu. Ngoại hình khá là đẹp nha. Những cái này là còn khá là mới. Những cái đồng hồ Galaxy này thì mọi người xài pin đâu đó khoảng tầm hơn một ngày nha. Và nó được hỗ trợ đo nhịp tim nè. Pin thì khá là ổn nha, pin nó xài rất là ổn. À, đo nhịp tim hay là nó xài rất là tiện luôn. Rồi, mọi người có nhu cầu mua bán giao lưu trao đổi điện thoại thì cứ liên hệ trực tiếp đến bên mình nha mọi người. Bên mình thì nhận giao lưu trao đổi máy nha, thâu mua máy giá cao nha. Mọi người có nhu cầu gì thì cứ liên hệ bên mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình ạ. À.